Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi thanh niên Glive, còn gọi là người trâu. Thì ở thanh niên này có một cái rìu rất to nên lượng đam rất khỏe là chính xác rồi. Và cách chơi cũng khá đơn giản thôi. Khi bắt đầu vào game, các bạn sẽ mua một cái thanh kiếm 300 và sau đó là cố gắng farm không gây hấn, và sau sang kiểu rừng của bạn gọi là cướp một hai mỏ ngay bên ngoài để có thể farm được nhiều tiền hơn. Và sau tiếp theo là sẽ mua thêm một cái kiếm 300 nữa, thì có hai kiếm 300 này rồi thì sẽ bổ sung được một lượng đam rất là kinh khủng. Sau đó thì chúng ta sẽ ở 4 phút 35 thì chúng ta sẽ lên hai cái súng tiếp. Lên hai cái súng này thì bổ sung thêm một lượng tốc. Thì thanh niên này là một carry khá là mạnh nhưng mà lại có thể đi rừng được và chém thì cực kỳ đau luôn. Sau cuối cùng là sẽ lên cái súng máy vào 10 phút 05 và cứ thế lên các đồ đam thôi. Mà ngoài ra thì ở thanh niên này cũng có thể chơi theo đường tăng được, nhưng mà hiện tại thì ở trong clip này thì mình hướng dẫn thanh niên này chơi theo đường gọi là đam vật lý. Đường tăng thì thanh niên này cũng đơn giản thôi, lên một cái bình block máu, thêm một cái hồi máu tổng và thêm một cái giáp slow nữa, quá đơn giản. Và sau đây là một số hình ảnh mà mình gọi là trải nghiệm và chơi thanh niên này, và mời các bạn xem. Thấy thì thanh niên này khá là bá đạo và khả năng bớt đam cực kỳ khỏe. Và bài hướng dẫn của mình đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về làng game mobile trong nước và quốc tế, các bạn có thể theo dõi tại website fanpage của gamehub.vn. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.